Rồi bây giờ mình sẽ làm một ly nước cam. Cam ở đây là cam tươi nha. Đó. Cam tươi cho mọi người, đây cam này dắt la luôn chứ không phải là cam hóa chất đâu nha. Cam chùa bắt ra rất là ngon. Ok. Rồi. Rồi được, để em